Lê Ngọc xin chào cả nhà. Hôm nay em làm video mới giới thiệu với cả nhà một số dòng chậu thuần và chậu 18 đang có tại vườn. Cây rất là đẹp và đang có hoa luôn. Chậu đầu tiên Lê Ngọc đang quay thì nó có một cái điểm đặc biệt là trên chậu thuần này nó sẽ có 3 loại hoa, màu hoa khác nhau. Và hiện giờ thì đang có hoa luôn. Giá của chậu này là 480.000. Còn cây này là cây thiên lang. Vàng lưỡi đỏ thiên lang là một dòng dendro màu và là cây lai nên là cái sắc hoa của nó rất là đẹp. Màu vàng đậm tươi và cái lưỡi hoa màu đỏ. Hiện giờ thì Lê Ngọc dòng này em cũng có chậu thuần luôn. Phi 30. Dòng này thì thân hơi thấp chứ nó không cao như những dòng vàng lưỡi đỏ khác. Nhưng mà được cái là cái màu hoa của nó thì rất là đẹp. Và một chậu thuần như em đang quay thì sẽ có giá là 280.000. Còn cây này là cây vàng mai xưa. Cái dòng vàng mai xưa này thì cái cành hoa nó rất là dài nha cả nhà. Chậu thuần hiện tại thì đi đều hướng và đang lên vòi hoa. Dòng này cả nhà mình trồng thời gian lâu dài thì cây nó sẽ cao sinh trưởng khoảng tầm hơn 1 mét. Và cành hoa thì cực kỳ dài luôn. Dòng vàng mai xưa này thì hoa có hương thơm nhẹ. Và chậu thuần như Lê Ngọc đang quay hiện tại thì giá của nó là 480.000. Còn cây này là cây pin biên hòa mới. Dòng pin biên hòa này thì cái khuôn hoa của nó rất là lớn và cực kỳ xiên hoa luôn. Gần như tất cả các dòng pin thì đều xiên hoa như nhau, nhưng mà riêng dòng này thì hoa lớn, nó ra hoa liên tục vào cả nhà. Dòng pin này thì Lê Ngọc đã thuần lên chậu phi 30. Và pin thì cây nó không cao lắm, nhưng mà được cái thì ra rất là nhiều hoa. Chậu thuần như em đang quay thì có giá là 480.000 một chậu. Còn cây này là cây hoàng long. Cái dòng hoàng long này thì khuôn hoa lớn, màu vàng đậm. Và đặc biệt là cái thân lá của nó rất là đẹp. Hiện giờ thì Lê Ngọc đang có chậu thuần phi 30 và đang ra nhiều vòi hoa. Những chậu hoàng long này thì Lê Ngọc đã thuần lâu nên là bộ rễ rất là khỏe, cây sinh trưởng mạnh. Dòng này phát triển về sau này thân lớn và cũng tương đối là cao, nên là cây này khi mà mình trồng thuần lên lớn chút nữa thì nó sẽ ra rất là nhiều hoa. Và giá của dòng này là 650.000 một chậu. Còn cây này là cây bò lai xin. Cái dòng bò lai xin thì nó khác hoàn toàn so với cây bò tím của mình. Dòng này thì cánh xoắn, chỉ giống màu tím thôi, chứ còn khuôn hoa hay là thân lá thì đều khác. Cây bò lai thì về sinh trưởng cây rất là mạnh. Hiện giờ cái chậu Lê Ngọc đang quay cho cả nhà xem là chậu phi 30. Cây rất là khỏe, đi nhiều hướng. Giá của chậu 30 là 550.000. Còn chậu này là chậu phi 20 và đã thuần. Những cây mà em đang quay thì đã thuần bằng cái thể phổ thông sạch hết. Và cây bò lai xin này thì sinh trưởng cực kỳ mạnh. Thân cũng tương đối cao, cao khoảng tầm 1,5 m trở lên. Và khi trưởng thành thì cây này nó sẽ ra rất là nhiều hoa. Dòng bò lai xin thì cả nhà biết là cây rất là mạnh. Hiện giờ chậu phi 20 thuần như Lê Ngọc đang quay thì cực kỳ đẹp luôn. Cây vẫn chưa thắt lá ngọn, nhưng mà chiều cao cũng đã đạt khoảng tầm 40/50. Nên là cây này cả nhà mình sưu tầm về giữ giống rất là đẹp. Dòng bò lai xin chậu phi 20 thì giá của nó là 250.000 một chậu. Và cây thì sẽ giống như Lê Ngọc đang quay thực tế cho cả nhà xem luôn. Dòng bò lai này thì hiện giờ Lê Ngọc đang có hai size chậu, đó là phi 20 và phi 30 thuần. Hai dòng cây này thì thân lá đều đẹp như nhau hết. Cây sinh trưởng cực kỳ khỏe. Nếu mà cả nhà mình thích chơi những dòng thân lá đẹp á, thì mình có thể chọn cây này. Sinh trưởng cây dễ trồng thì mình cũng dễ chăm sóc nữa. Cây của nó cực kỳ đẹp luôn. Cây này mà cả nhà mình càng lên chậu thuần lớn á, thì thân lá nó càng đẹp và nó sẽ ra càng nhiều hoa. Cây này là cây Cesa 4N. Cái dòng Cesa 4N thì cái mang cái sắc hồng rất là tươi. Và cây này khi nở ra một thời gian thì nó sẽ có hương thơm nhẹ. Dòng 4N thì cây rất là đẹp cả nhà và xiên hoa. Hiện giờ thì 4N em có chậu thuần phi 18, thuần thang. Cây tương đối là nhiều thân và cây lớn. Một chậu như thế này thì nó khoảng có tầm từ 7-10 thân. Có một số cây thì đang lên mầm gốc và có một số cây thì cũng đang lên hoa. Dòng này thì số lượng ít thôi chứ không có nhiều. Cả nhà mình có thể mua về để mình thuần lên chậu phi 30 mình chơi. Dòng Cesa 4N như Lê Ngọc đang quay, nhiều thân và cây rất là đẹp. Giá của dòng này là 220.000 một chậu.
À, cây đã thuần than thì cả nhà mình chỉ cần gỡ chậu ra và mình thêm than vô thôi. À, nó cũng đơn giản. Dòng bố N thì sinh trưởng nó cực kỳ mạnh. À, cây này thân to lớn và ra rất là nhiều hoa. Thường những cây đen ru nắng thì nó có một cái điểm chung là sinh trưởng khỏe và ra nhiều hoa khi mà mình trồng trưởng thành rồi á. Còn những chậu mà Lê Ngọc đang quay này là những chậu Bensuda xưa. À, đây là những chậu thuần lớn, em quay cái hoa mẫu cho cả nhà xem. À, chậu chút nữa bán là sẽ là chậu phi 18. À, và cây cực kỳ đẹp luôn. Cả nhà mình có thể mua về và tự thuần lên cây lớn mình chơi. Khi cây mình thuần lớn thì nó sẽ như thế này, ra rất là nhiều hoa. À, cành hoa rất là dài và đặc biệt là rất thơm. Nhưng mà cả nhà mình lưu ý là đối với những dòng mà Lê Ngọc giới thiệu là cây thơm á, thì thường mình phải để cho cây nó nở ra khoảng nửa cành thì mình mới cảm nhận được cái hương thơm của nó nhiều. Còn khi mà nó mới nở ra một hai hoa thôi á thì nó sẽ không có hương thơm hoặc là hương thơm rất là nhẹ. À, mình sẽ không nghe được. Nên là thường những dòng này cả nhà mình muốn cảm nhận được cái hương thơm của nó nhiều á thì mình phải chờ cho cây nó nở ra nhiều hoa. Thì lúc đó thì nắng lên thì cái hương thơm nó sẽ thoang thoảng bay đi rất là dễ chịu. Dòng Bensuda xưa thì hiện giờ Lê Ngọc đang có một số chậu phi 18 xây lớn. À, cây cực kỳ khỏe luôn. À, những cây này thì cả nhà mình có thể mua về để mình thuần lên chậu. Cây đang sinh trưởng khỏe như thế này thì mình thuần khoảng tầm 3 đến 4 tháng thì mình sẽ có một cái chậu khủng mình chơi. À, những cây này thì đều là những cây tuyển chọn nên là về thân lá nó rất là đẹp. À, về sinh trưởng cây cũng mạnh. Và những cây mà Lê Ngọc đang quay thì đều là cây thực tế đang có tại vườn hết. Nên là khi cả nhà mình chọn lựa mua những cây mà em quay trực tiếp á thì cả nhà mình yên tâm. À, khi mình nhận hàng thì mình sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. À, nên là về vấn đề chất lượng cây cũng như là hình ảnh cây là cả nhà mình không sợ là nó sẽ bị sai. À, tất cả những cây này đi thì Lê Ngọc đều đảm bảo cho cả nhà hết. À, và một chậu Bensuda xưa phi 18 như Lê Ngọc quay nãy giờ thì giá của nó sẽ là 220.000 một chậu. Còn những cây này là những cây thông chai đỏ. À, cái dòng thông chai đỏ thì cũng là một dòng thân lá đẹp. Nếu mà cả nhà mình thấy cái chậu thuần lớn á, thì cả nhà mình sẽ mê liền. Dòng này thân lá cực kỳ đẹp. À, lá của nó to và thân lớn. À, chút nữa em sẽ quay cho cả nhà xem những cái chậu lớn. À, khi mà mình thuần lên thì nó sẽ như thế nào. Dòng thông chai đỏ này cũng là một dòng hiếm trong những cái dòng dendro. À, nó thứ nhất là nó mang một cái sắc đỏ. Thường thì dendro mang màu đỏ rất là ít. À, trước đây nó có những cái dòng cây đỏ nhưng mà bây giờ nó đã không còn giống nữa. À, chỉ có cây thông chai đỏ là hiện giờ là đang có size nhỏ thôi. À, chậu phi 18 thì cây đang rất là khỏe. À, đây là một chậu thông chai đã thuần lên size lớn phi 30. Cả nhà thấy là cái lá của nó to như lá bàng luôn á, chứ không còn là lá mít nữa, lá rất là to. À, thân nó cũng lớn nữa. Cây này mình chơi thân lá thôi mình cũng mê nữa cả nhà. À, và đây là cái sắc hoa của cây thông chai đỏ. À, mang một cái màu đỏ rất là tươi tắn. À, đẹp. Cây này nó thuộc dòng dendrolite. À, nên là cả nhà mình sưu tầm và mình giữ giống rất là đẹp. Cả nhà thấy là những cây mà đã lên thuần thì nó mở lá và cây này thân lá rất là to. Nên là cả nhà mình thích sưu tầm những cái dòng cây nhỏ để mình thuần lên thì mình có thể chọn size chậu phi 18. À, những cây phi 18 như Lê Ngọc đang quay lúc nãy cho cả nhà xem á, là chậu thuần than và giá của nó là 220.000 một chậu. Em sẽ quay gần cái mặt hoa cho cả nhà mình xem. Đây là hoa của cây thông chai đỏ. À, cành hoa của nó cũng khít hoa và cái màu đỏ nó cũng tươi lắm cả nhà. Và đặc biệt là dòng này thì thân lá cực kỳ đẹp. Những chậu lớn thuần này thì Lê Ngọc cũng có bán. À, giá của nó là 650.000 một chậu. À, cả nhà mình thích chơi cây thuần lớn của dòng thông chai thì có thể liên hệ với Lê Ngọc qua số điện thoại dưới màn hình ha. Còn cây này là cây kinh hổ mang chớp số 1. À, nó là một cây chớp huyền thoại luôn á cả nhà. À, dòng hổ mang chớp số 1 trước đây rất là nổi tiếng. À, bây giờ nó đã được nhân giống ra nhiều nên là giá nó cũng tương đối là phù hợp với khách hàng để mình chơi. Chứ trước đây á, một dòng mà 1 cây hổ mang chớp thì nó cũng phải có giá vài triệu á. À, cây này rất là nổi tiếng. Cả nhà mình có thể nuôi lên tác phẩm. À, dòng này nó nhảy con rất là nhanh.
chiều cao của nó cũng phải đạt được từ 1,5 m tới 2 m và ra rất là nhiều hoa. Và đặc biệt là cái dòng này, cái màu sắc hoa của nó rất là nổi bật. Những cây này á đều được cắt trên thân mẹ xuống và Lê Ngọc đã thuần 100% là giá thể vỏ thông sạch. Hiện giờ thì đã bám rễ khỏe rồi nên là cả nhà mình khi mua những cái cây thuần tại vườn lan Lê Ngọc thì mình yên tâm. Lê Ngọc sẽ thuần lên cho cả nhà khi nào mà nó ổn định, nó khỏe rồi đó thì Lê Ngọc mới bắt đầu bán. Và khi cả nhà mình mua những cái cây thuần này về thì mình không cần phải trồng lại, chỉ cần chăm sóc và chơi hoa thôi. Thường thì đối với những khách hàng mà mình mới bắt đầu mua những cây này thì em sẽ chọn những cây có hoa nở sẵn cho mình. Còn nếu mà cả nhà mình đã mua ở vườn lan Lê Ngọc lâu, mình có cái sự tin tưởng thì mình có thể chọn những cái cây khỏe, đang có mầm gốc thì nó chưa hoa, nhưng mà Lê Ngọc sẽ đảm bảo cái mặt hoa cho mình. Thường những dòng cây hố mang thì nó sẽ có nhiều giá, giá của nó dao động từ 500 ngàn trở lên cho một cây đã thuần. Và chiều cao của một cây thuần thì nó sẽ từ 40 trở lên cho đến 80-90. Cả nhà mình yêu thích dòng cây nào thì có thể liên hệ đặt hàng qua số điện thoại góc dưới màn hình, hoặc nhắn tin vào Zalo Lê Ngọc hoặc là Vườn Lan Facebook Vườn Lan Lê Ngọc để mình đặt hàng. Hổ mang chớp thì như Lê Ngọc giới thiệu lúc nãy thì nó sẽ có giá là từ 500, 600 và 800 ngàn một cây thuần. Nếu mà chậu thuần nhiều thân thì nó sẽ có giá là 1,4 triệu trở lên. Cả nhà mình thích sưu tầm dòng nào thì có thể liên hệ trực tiếp với em để em tư vấn kỹ hơn cho mình. Cảm ơn cả nhà đã luôn quan tâm theo dõi và xem video của Vườn Lan Lê Ngọc. Em chúc cả nhà có thật là nhiều sức khỏe. Lê Ngọc xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những phần video sau.